Lần đầu tiên chạy gà, trứng bánh. Chào anh em. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 8 2019. Thì mình làm cái clip này để quay lại để mình giới thiệu mấy anh em thuốc trị tan gà, với lại là thuốc chích cho gà trước khi đá nha. Thì nói chung thì mình thấy nhu cầu anh em ở trên mạng đó, thì có người có kinh nghiệm thì có người sẽ ít kinh nghiệm hoặc là cái mới chơi á, thì nói chung mình á đấy, mình tham gia vào cái môn gà này á thì cũng khá là lâu rồi. Nói chung là cái này là kinh nghiệm và học hỏi từ những cái người mà nuôi gà, cho những người mà đi đá tiền nhiều á, thì mình thấy những cái thuốc này nè, qua sự chia sẻ của một vài anh em thôi, chứ nói chung thì cũng chẳng có ai mà chia sẻ những cái này đâu. Cái thuốc này á thì nói chung á là trên thị trường thì nó cũng có, nhưng mà mình nói với anh em đó là sau nhiều năm mà mình chơi gà, mình thấy nhiều người người ta giấu, thì mình có lượm được một cái chai. Thì mình có hỏi một người bạn của mình ấy, thì người ta nói là cái thuốc này là thuốc trị tan gà. Nói chung là cơ bản này, thuốc này là mình đảm bảo với anh em nó là đạt hiệu quả là 100%. Nói chung mình làm cái clip này chủ yếu là mình cũng giới thiệu với anh em thôi. Người nào biết thì thuốc này rồi á thì anh em cứ sử dụng. Tại vì cái tác dụng của cái thuốc này á là nó cũng trị tan và làm cho con gà mình nó mau hồi phục lắm. Thì trên thị trường nó rất là nhiều loại thuốc ha, nhưng mà mình vẫn ưa chuộng cái loại thuốc này. Giá cả nó không mắc, nhưng mà sử dụng ok. Đây, cái chai màu trắng như vậy ha. Thì mỗi trại hay là mỗi người, mỗi sư kê nó đều có một cái cách trị tan. Có người thì là người ta sẽ dùng thuốc tây, nhưng mà thuốc tây nó sẽ làm cho con gà nó nóng, và đôi khi nó có hiện tượng nó sẽ bị phản thuốc. Phản thuốc ở đây là nhiều con các bạn thấy cho uống thuốc tây vào là cái mặt nó đen thù lùi luôn. Cái đó là thuốc nó hơi quá liều, nhưng không sao, mấy con gà đó thì nó cũng bình thường, nhưng mà sau này thì nó hại, nhất là gan của con gà. Thì cũng có nhiều người người ta sử dụng thuốc của những cái thương hiệu lớn, nhưng mà mình nghĩ đó là dù cho như thế nào đi chăng nữa, không phải là có tiền nhiều là mấy bạn xài được cái loại thuốc tốt. Tuy rẻ tiền nhưng hiệu quả. Không phải là mình làm cái clip này lên là để mình buôn bán thuốc gì, nhưng mà cái này mình chia sẻ thì đây là cái sự đam mê mình cũng có. Nói chung mà anh em tin tưởng, tin mình thì chỉ cần xài những loại thuốc này thôi là đảm bảo anh em là gà tan về nặng lắm hay nhẹ lắm thì cũng chỉ trong vòng một tuần là thấy gà nó lại bình thường nha. Lại bình thường ở đây á đồng nghĩa đó là gà nó không có hiện tượng nó bị giống như nó là suy tan kiểu vậy, về ăn không tiêu này kia. Cho dù gà có bị cửa nặng hay cửa nhẹ gì cũng thế, anh em cứ sử dụng theo cái liều chút xíu nữa mình hướng dẫn anh em á, thì bảo đảm cho ok nha. Thì ở đây á thì cái chai này á, nếu anh em á ai có nhu cầu á cần á thì mình chia lại 50.000 cho anh em một chai. Một chai như vậy á anh em có thể chích được ở theo cái này của mình là chích cỡ được 4-5 lần đá là giống như là gà mà bị tan về á. Mấy anh em cứ mua cái ống kim một như vậy nè, đó anh em giúp lên khoảng chừng cỡ 2.5 mắt thôi nha. Gà tre còn gà nồi á thì treo theo số ký thôi, liều lượng thôi. Gà nồi để lên 5 gấp đôi gà tre ha. Thì nói chung á là ở đây á, cái này là cách chia sẻ và cái kinh nghiệm của mình thôi. Còn ở đây á, là nó có thêm một cái loại chai này nữa.
cái chai này nếu mà dân chơi đá gà mà chuyên nghiệp á thì người ta sẽ biết được cái chai này chai gì nha. Thì chai này á, ai anh em mà mua chai này á thì mình để anh em nó là 200, cũng là thuốc trị tan luôn. Nói chung là hai cái nó đều giống nhau cả. Hai cái chai này nè, cái chai này nó đều là có tác dụng hiệu quả như nhau nha. Rồi còn ở đây á, còn cái chai này á là thuốc chích cho gà trước khi đá 3 ngày. Ở đây á là nó xuất xứ từ là cái này là của Thái nha, anh em có đọc nè, ai mà dành tiếng Anh thì đọc đó là chích trước 3 ngày trước khi cho con gà nó chiến đấu ha. Thì nói chung bên mình á sử dụng cái thuốc này á, nó cũng chỉ là có là B12, B1 thôi và thêm một số thành phần khác thôi. Nói chung đó là thuốc này á, bây giờ anh em nuôi và chế độ đá nha. Thì bây giờ mọi người nó đều có một cái cách nuôi của mỗi người cả. Mỗi người, mình nói nhấn mạnh là mỗi người đều có một cách nuôi riêng của mỗi người. Không ai có cách nuôi riêng giống như ai. Cho dù bạn có học hỏi của người kinh nghiệm lắm, nhưng người ta chỉ cho bạn 60 hoặc 70% thôi. Không ai mà truyền nghề hết cho bạn, tại vì người ta sống là người ta gắn với lại cái nghề gà. Khi người ta nuôi gà lên tới đẳng cấp chuyên nghiệp là ít ai chia sẻ cho bạn hết hoàn toàn. Đó. Trừ khi nào người lớn tuổi như ông già 60 mấy tuổi, người ta không còn để có thể năng người ta chăm sóc con gà, khi bạn hỏi thì may ra người ta sẽ truyền, nhưng mà những cái đó là cái đệ tử thôi. Còn như là bạn mà vô chỉ hỏi, người ta chỉ bạn ở mức độ nào đó thôi. Còn đây á, mình làm cái clip này á, không phải, mình cũng nhấn mạnh với bạn đó là không phải là mình đi mua bán nha, nhưng mà mình chia sẻ để anh em có học hỏi thêm kinh nghiệm thôi. Đó, đây cái chai này á là mình để cho anh em nó là 450, là anh em cứ chích trước 2 ngày trước khi đá, cứ chích cũng 2.5 mắt nha. Nhớ là trước 2 đến 3 ngày. Lưu ý với lại anh em một điều rằng á, mình chơi cái môn gà này nè, mình nói chung là người ta nói có câu đó là mình thương nó mới thương lại mình. Anh em đừng có lạm dụng cái thuốc này nhiều để trong lúc khi anh em đá nha. Tại vì thuốc này nè, mình nói thẳng thắn ra luôn là cũng có một anh đá cũng tiền nhiều, anh cũng có anh em gì đó mang gà và đá dại ở bên Thermal đó, thỉnh thoảng thôi chứ không phải thường xuyên đi mang qua Thermal đá dại. Thì cái này là trước đó mình có nuôi gà cho ảnh, thì cái này là ảnh giấu, nhưng mà bây giờ thì mình cũng tìm hiểu ra được là lại cái chai này. Mình cũng là từng là một thằng nuôi gà, nuôi gà tuy không có kinh nghiệm như người ta, nhưng mà về thuốc men ok, mình cũng biết được một phần nào. Là sau sự tìm hỏi của nhiều người á thì mình mới đúc kết lại không cần nhiều đâu, chỉ cần những loại này thôi, trong trại của bạn, trong chuồng của bạn ok nha. Còn cái vấn đề mà mình nói thẳng thắn ra đó là anh em đi chơi gà ai cũng hiểu cái vấn đề đó, là nếu như có cần tiền lắm thì còn nhiều cái khác ở ngoài để bạn kiếm tiền. Bạn sở hữu một con gà hay, bạn phải biết thương nó nha. Ở đây á là mình nói thương đây là bạn nuôi nó theo một chế độ một vận động viên để tập luyện ha. Còn khi mà chiến đấu về, bạn cũng phải tìm đúng cái người bác sĩ để chữa trị con gà ha. Còn cái chuyện mà đây cái chai thuốc này nè, chuyện mà của chai thuốc này á, nó cũng chỉ là những cái loại vitamin và thêm một số gọi là những cái mà gọi như là nói thẳng thắn ra giống như là trong thi đấu của vận động viên người mình á, người ta gọi là doping á, thì nó doping. Nhưng mà chai này đảm bảo với anh em rằng gà không bị khô và nó sẽ vẫn giữ cái phong độ như vậy nha. Nó chức năng nó là nó giúp cho con gà nó bình tĩnh trong lúc thi đấu thôi. Còn cái chuyện mà gà không có thuốc nào mà dám đảm bảo với bạn mà chích vô đá bo dữ. Nếu như bạn đá ẩu thì cho dù con gà bạn nó có hay đi như thế nào, bạn có dùng thuốc đi như thế nào, nó chỉ là
ngay lúc 1-2 trên đầu. Nếu bạn vào nước khuya bạn vẫn không ăn được người ta. Còn cái chuyện mà bây giờ thuốc nào mà giúp cho kích bo chống ói, mình nói xin lỗi bạn, một điều rằng các bạn phải hiểu rằng nó một điều rằng là một cây cửa nghiệt nó đâm vào thì bây giờ cho dù 10 con gà nó có chống ói đi không nữa, đúng một cây tử thôi là con gà bạn nó cũng biết kết quả rồi. Chứ không có thuốc thần thuốc thánh nào mà nó giống như là đá vô một cây mà ngay cái ói mà có thể dưỡng được. Thuốc này có chức năng để giúp con gà nó dưỡng sức được trong thi đấu nha, mình nói thẳng thắn là giúp sự thi đấu và cái sự tỉnh táo của con gà trong lúc thi đấu thôi đó. Thì mình nói anh em cái này là chia sẻ. Còn trong cái cách nuôi nha, hôm nay mình không có mang cái thuốc mà mình nuôi vào, nhưng mà mình cũng nói với bạn đó là đôi khi tiền ít không phải không có hiệu quả. Đối với những con gà tơ anh em úp bội chưa qua trường lớp, trong thời gian nuôi để chuẩn bị đi thử cửa, thì anh em chỉ nên sử dụng cái thằng gen bâu. Cái thuốc gen bâu á nó chỉ có 50.000, nếu mà sen tay thì có khả năng là dao động từ 55.000 trở xuống một hũ thôi, 100 viên. Thì mình đã sử dụng thuốc đó, đảm bảo anh em trong vòng 10 ngày con gà mấy anh em ăn lên tay, nếu quần bỏ vô chế độ tắm rửa ngon lành, đưa nó vào chế độ nuôi, bảo đảm anh em trong vòng 10 bữa anh em sẽ có hiệu quả. Cái này là cái kinh nghiệm thôi. Còn cái chuyện nhưng mà bây giờ mỗi người người ta không xài thuốc, nó sẽ lên nhưng mà lên rất chậm nha. Cái này là như kia, giống như thì giờ mình nuôi một con gà thì mình cứ liên tưởng như là một người vận động viên vậy, muốn ăn thi đấu dẻo dai, vừa kết hợp với tập luyện, vừa phải kết hợp với lại bổ sung vitamin nha. Thì thằng Gen Bow á, là mình cảm thấy là chỉ cần một thuốc đó là ổn nha. Đối với mình như thế là ổn thôi, không phải thuốc càng mắc tiền, cho ăn ngũ cốc càng mắc tiền là con gà nó nở. Ngũ cốc mỗi người có mỗi cách ăn và sự tìm hiểu để cho con gà nó ăn hợp lý thôi đó. Thì hôm nay á, là mình làm cái clip này á, mình cũng chia sẻ đến em, ví dụ như ai muốn sử dụng nha mà không có nhu cầu biết chỗ mua hoặc là không có thời gian đi mua, thì bên mình á cứ mua khoảng chừng 2 hũ đến 3 hũ là mình cũng sẽ ship cho anh em. Thế nên mình là ở thành phố nhá, nếu anh em nào đá gà này, mình nói đùa, anh em nào đá gà nha, khi thấy mình đi giao hàng ok, nếu quen sẽ biết. Nói chung giờ tiền nó cũng hơi khó kiếm, một thời chơi qua rồi cũng nằm xuống đứng lên mấy lần rồi ha, hiện tại giờ vẫn còn đang nằm chưa khỏe, nhưng mà cũng chia sẻ với anh em thôi, này là kinh nghiệm chia sẻ bớt cho anh em có đi chơi tin tưởng ok, tìm được tin tưởng sử dụng rồi. Bây giờ mình nói lại với anh em nhé, đây là chai này mình là 50.000 ship trong nội thành cho anh em ha. Rồi còn chai này á là 400, còn chai này mình nói lại anh em đó là thuốc này là thuốc bổ sung kích đá trước khi 2 ngày trước khi đấu. Giả sử như xác định chủ nhật đá thì thứ năm thứ sáu anh em chích vô là vừa, liều lượng là 2.5 mắt ống kim 1 nha. Còn đây cũng là thuốc đá, quên lộn, đây là thuốc trị tan nha. Chai này mình bán cho anh em đó là 200, đây là 400, đây 50, ok đó. Thì nếu mà anh em ai mà coi clip này được á, nếu mà thỉnh á có nhu cầu mà muốn sử dụng á thì cứ liên hệ với mình. Tại vì thật sự ra nói với thằng Thắng anh em một câu rằng là cái thuốc này ở ngoài thị trường á bây giờ nó hơi bị hiếm. Ok, còn chuyện mà ai có đường mối mà mua nhiều á thì cứ up vào trong cái đường link của mình chia sẻ với anh em. Ví dụ như anh em nào cần á thì là cứ bán cho người ta nha. Thứ nhất cơ bản là mình nói là mình làm clip này lên không phải là mình kinh doanh, mình chia sẻ. Nếu ai thật sự cần mà không có nhu cầu mà để đi mua cứ gọi cho mình, nếu ở trong thành phố cho địa chỉ mình sẽ mang tới, còn nếu ở tỉnh
thì anh em cứ chuyển khoản qua cho mình, hoặc là anh em mua số lượng nhiều, ok thì mình sẽ ra ngay cái chỗ bán đó đó, mình sẽ liên hệ lại. Ví dụ như mà số lượng nhiều nó có bớt xuống không á, để cho anh em có nhu cầu ai muốn kinh doanh á thì mình cũng sẽ mua hỗ trợ giùm cho. Rồi chào anh em nhé, chúc anh em hôm nay ngày thứ bảy cuối tuần chiến đấu thắng lợi và sử dụng thuốc này và chích tan cho con gà nó ok hơn nha. Rồi chào anh em. À còn kế bên nữa, còn chuyện nhiều anh em hỏi đó là có bán gà tơ không, thì nói chung á, là mình nói chung trại mình thì cũng mới thành lập thôi, cũng rất là nhiều trại. Ví dụ anh em muốn nuôi gà tơ muốn chơi liền đó, thì có thể những liên hệ khác, mình thấy những cái trại khác người ta vẫn có những cái dòng gà rất là tốt à, còn mình á thì gà tơ của mình nó còn tơ lắm, thì giờ mình mới đầu tư thêm mấy chục cái chuồng rồi để vú gà tơ á. Khi nào mình làm về xong rồi đó bắt đầu với mình sẽ úp lên, nhưng mà mình chỉ giao dịch khi mà gà nó bắt đầu nó ra hình nó cự mạnh mình mới giao dịch thôi, còn nó thẳng thắn ra không bán gà tơ tại vì không biết nó như thế nào. Bốn ban có thật sự anh em là bốn ban có cũng đi đá chinh chiến nhiều nha. Ừ. Nhưng mà một bầy 12 con không phải hết 12 con là gà hay, mình chỉ nói anh em vậy thôi. Còn chuyện mua bán cứ bằng giá nhau mà mua, nói chuyện là mua bán gà vịt chơi cái này có sự đam mê, có sự lanh lẹ, sự hiểu biết, nhưng kèm theo nữa mình cũng nhấn mạnh kèm theo nữa đó là sự hên xui nha. Ok rồi mình chào anh em nha, rồi hẹn anh em lại, dụ như có gà tơ mình sẽ úp lên. Rồi cảm ơn em nhiều.